Hello, xin chào các bạn nha. Sau khi mình đánh võ để chợ đen xong rồi mình sẽ mua đồ nha. Vũ khí thì mình không có mua cái gì nhiều, chủ yếu là mua búa thôi. Bán nha, bán bớt vũ khí nha. Các bạn nào thích thì để nha, còn mình không thích thì mình bán, mình chừa lại mấy cây kia thôi. Bán sạch. Thấy con chọp nhiều chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba cây thương, 7 cây kiếm. Mấy cái này lụm nhiều lắm mà, mấy cái này bán tiền không ha. 4.000 thôi. Giờ mình mua đồ đi rồi mình đi xuống kia liền. Mình cho vô bán á, thì mình mua rẻ hơn ngoài, nghe ngoài 8.000 mua này có 35.333 à. Mua cái này mà cho ai có cú đấm á, chiêu á mà hết máu tăng tỷ lệ phần trăm thất sát á, thì mình cho nó. Rồi xuống đậu ma liền thôi. Xuống đây mình lẽ luyện thương trước nha, tại thương mình lên trên kia quýnh lâu quá à. Thương thì mình cho hai người vô luyện, hai con ngựa bay. Kiếm sinh nhật cho bà này đi.
để đồ đỡ cho nó chạy lại quýnh cho nhanh. Chừng nào nó không đánh nữa thì mình phải buộc phải thọt nó thôi. Mấy bạn lắp xiên người cho người cái gồng cũng được nha. Mình cũng lắp rồi. Xiên người đã lắm, xiên người luôn nguyên con gồng rồi. Cây con mình bắn đổ máu nó không chết, để cho đứng lửa mà nó bị trừ máu mình bắn nó chết. Con tính con cây
Lấy kiếm cho người cái gồng đánh luôn cũng được nha, tại nó công tới 23 đánh cho nhanh. Năm rồi. Tưởng nó là 22 mát giờ anh được 23 luôn nhé.
đánh, mình đánh nó nhanh. Bên trước thôi mà nha. Thêm đầu đỡ vô. Đầu đỡ xịn luôn. Cho đầu đỡ xịn cho bả luôn. Cho nó chạy lại đánh. Rồi chạy lại đánh nó nhanh tại vì nó đứng trước đâu ha. Tí tô đánh luôn.
Bây giờ nó chỉ có chiều này thôi mà muốn tiếp rồi. Thôi mình sẽ kết thúc video tại đây nha bạn, cứ bởi bạn cứ luyện đây cho thành sao đi rồi hãy đi map hoặc là lên lên tầm cộng 20 hoặc 30 hãy lên tháp đánh cho nó nhanh nha. Tại vì tầm 30 là lên đó mình có thể hút một cái mình quýnh được rồi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ kết thúc đây. Mình sẽ luyện tích tắc cho khoảng chừng một chục cây đi hoặc là 5 cây đi mình sẽ đi tiếp chứ mình không có lên tháp nữa. Mà cũng có thể lên tháp mình quýnh mình kiếm thêm tiền nữa thì mình chắc mình chừng nào mình đi tới map ngựa vàng mình sẽ đi tiếp map 31 thì mình sẽ làm nữa nha các bạn.